Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng có buổi tiếp đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak và Vansana Silimma làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm lần này của đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, đồng thời tin tưởng với những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị thời gian qua giữa Đà Nẵng và Champasak, hai bên sẽ tiếp tục gặt hái được thêm nhiều thành công mới, nhất là khi hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai địa phương cũng như hai đất nước Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, Phasana Silimma cảm ơn sự tiếp đón chân tình, nồng hậu của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn, đồng thời gửi lời chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua, cũng như những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa Champasak và Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và Champasak-Đà Nẵng nói riêng.